Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC. Thưa quý vị, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ chưa có biến động nhiều. Trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái không mưa, nắng vàng xuất hiện sau 8 giờ và kéo dài cho đến 3-4 giờ chiều, cùng với nền nhiệt độ không quá cao, chỉ dao động xung quanh ngưỡng 30-32 độ. Ban đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Riêng khu vực vùng núi cao, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng dưới 20 độ. Theo nhận định xa hơn, trong 3 đến 5 ngày tới, thời tiết tại đây cũng không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với độ ẩm tăng hơn sẽ hạn chế bớt cảm giác hành khô khó chịu. Dọc theo các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn khá là ổn định, phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất, chỉ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Ban đêm có thể xuống mức 21 đến 23 độ. Thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là hong phơi chế biến thủy hải sản. Xu hướng tình trạng ít mưa tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới tại các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên sang đến ngày mai, tại các tỉnh thành thuộc Nam Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đới gió đông dầu ẩm nên có thể xuất hiện những cơn mưa rào và rông tập trung chính vào thời điểm chiều tối và đêm. Các tỉnh thành thuộc phía Bắc Tây Nguyên trong hôm nay cũng như một vài ngày tới phổ biến khô ráo, ban ngày có nắng nhiều, chiều tối chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi, thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các loại cây quả. Riêng với các tỉnh Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông và Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên thời tiết có mưa rông. Người dân nơi đây cần lưu ý đề phòng với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc vùng ven biển. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau, mời quý vị theo dõi. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay trong lành, dễ chịu vào sáng sớm, nắng xuất hiện từ sau 8 giờ và kéo dài đến khoảng 3-4 giờ chiều, nâng nhiệt độ lên mức cao nhất là 31 đến 32 độ. Thời tiết khá là thuận lợi cho lưu thông cũng như các hoạt động giải trí ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần. Không chỉ hôm nay mà khoảng vài ngày sắp tới thời tiết vẫn rất thuận lợi để quý vị và các bạn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa dài ngày. Còn độ ẩm trong thời gian tới cũng sẽ tăng nhẹ, không quá khô như những ngày trước đó nên phần nào hạn chế cảm giác khó chịu vì khô hành và thiếu ẩm. Đến khoảng chiều tối và đêm muộn, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức là 23 đến 24 độ, trời hơi xe lạnh. Đến với thành phố cảng Hải Phòng, thời tiết trong hôm nay cũng như là một vài ngày sắp tới vẫn phổ biến khô ráo, trời hầu như không mưa, nhiệt độ không quá cao, trưa chiều chỉ dao động xung quanh ngưỡng là 31 độ. Ngoài khơi gió chỉ phổ biến ở mức cấp 2, cấp 3, rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hay đánh bắt của tàu thuyền. Tuy nhiên, ngư dân cũng cần hết sức lưu ý với hiện tượng sương mù bức xạ vào thời điểm sáng sớm, gây hạn chế tầm nhìn xa. Ban ngày có nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra cả trên đất liền và trên biển. Với trạng thái thời tiết đẹp, có nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 30-31 đến 31 độ, thì thành phố Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng dành cho quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần này trên biển gió thổi nhẹ nhẹ, không mưa nên ủng hộ các hoạt động lưu thông hàng hóa hay du lịch trên biển. Điều đáng lưu ý là từ sau ngày 25, khi mà đới gió đông mang đến nguồn ẩm dồi dào rất có khả năng sẽ gây mưa rào và rông rải rác tại đây, người dân cũng cần lưu ý đến những hiện tượng thời tiết xấu đi kèm trong cơn rông. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm ban ngày, trời vẫn chủ yếu là có nắng nhiệt độ dao động quanh ngưỡng là 31 đến 32 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, vui chơi giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên đến khoảng chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào do ảnh hưởng của đới gió đông dầu ẩm. Chính vì vậy người dân khi lưu thông nên mang theo các vật dụng che mưa cũng như là cần chú ý quan sát, tránh các cung đường trơn trượt hay đoạn đường trũng và cảnh giác với các hiện tượng sấm sét, gió giật trong cơn rông. Nằm trong xu thế chung của khu vực, thời tiết tại thành phố Cần Thơ vào ban ngày cũng chưa có gì đáng lưu ý, Trời phổ biến mây thay đổi, nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất giữa trưa không vượt quá ngưỡng 32 độ. Điều kiện thời tiết thuận lợi như thế này góp phần giúp cho bà con vùng ven biển nuôi trồng và thả giống các loại tôm nước lợ. Tuy nhiên đến thời điểm chiều tối, có khả năng vùng nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào sẽ mang đến những cơn mưa rào và rông. Người dân cần lưu ý với lúc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.